Gần đây, Khánh Linh, thường được biết đến với tên gọi cô em Chandy, đã thu hút sự chú ý với loạt hình ảnh xinh đẹp và đầy phong cách trong buổi lễ ấn hỏi với bạn trai Minh Công. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên của Dân Trí, Khánh Linh tiết lộ về sự sáng tạo trong việc lựa chọn trang phục cho ngày trọng đại của mình. Chiếc váy ren tinh tế và sáng tạo của cô mang đến sự hiện đại và vẻ đẹp cổ điển độc đáo. Đây là một thiết kế từ nhà thiết kế Hà Trương, người mà Khánh Linh đã gắn bó từ lâu và đã giao phó một trong những chiếc váy cưới của mình cho cô. Một trong những điểm đặc biệt của thiết kế này là việc kết hợp giữa kiểu váy ren xuyên thấu và phong cách áo dài truyền thống, cùng với khăn đội đầu được trang trí bằng hai bông hoa ren. Chiếc váy ren này vừa quyến rũ mà không kém phần tinh tế. Tại lễ ấn hỏi, Khánh Linh đã thay đổi 3 bộ trang phục khác nhau, mỗi bộ mang ý nghĩa và mục đích riêng. Để thực hiện các nghi lễ truyền thống và mời chào quan viên hai họ, cô đã chọn một chiếc áo dài duyên dáng từ thương hiệu Maison Denil của nhà thiết kế Chi Bùi. Chiếc áo dài này được làm từ chất liệu lụa thanh lịch với màu trắng ngà, được thêu chỉ vàng óng ánh. Khánh Linh đã chia sẻ rằng cô thích những thiết kế áo dài nhẹ nhàng và tối giản, và thiết kế này hoàn toàn phù hợp với sở thích của cô.